Vâng, đây là con đê dẫn vào ruộng lúa nước cảnh của khu nghỉ dưỡng sinh thái PM Group Nam đảo Phú Quốc nha. Ở đây thì có hai hồ nước được liên kết với nhau. Hai bên bờ hồ nước số 1 được thiết kế hai cửa ruộng trồng lúa nước kiểm nghịch mùa với nhau. Vụ lúa bờ hồ bên này đang chỗ rộ thì ở bên bờ hồ bên kia với những cây lúa đang thì con gái. Câu văn lúa đang thì con gái là của nhà thơ Tô Hữu nha các bạn. Một nhà thơ lại đi làm một nhà lãnh đạo. Vào năm 1976, nhà thơ Tứ Hữu đã được bầu lên làm phó ban nông nghiệp trung ương một nhiệm kỳ. Một lần ông đã viết bản báo cáo lên cấp trên về ngành nông nghiệp. Ông đã sử dụng câu văn này. Và câu văn này đã gây sự chú ý cho giới chơi văn chương. Các chu kỳ của cây lúa ở hai bên bờ hồ này sẽ được tiếp tục duy trì như thế nhé. Ở ruộng này thì lúa đang trong giai đoạn ngâm sữa. Còn ở phía bên kia bờ hồ thì lúa đang trong quá trình đẻ nhánh. Những ai đã thực hiện ý tưởng này là một hành động rất đáng để trân trọng. Đây cũng là một ruộng lúa nước cảnh đầu tiên ở Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa là ở giữa biển khơi Tây Nam của Tổ quốc. Hy vọng rằng khách du lịch đến với Phú Quốc sẽ yêu thích và trân trọng ý tưởng.